Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cậu bé lớp 4 làm văn nói xấu mẫu hậu, bị mẹ chê thì tuyên bố con đã chiến thắng 500 triệu con tinh trùng để làm con của mẹ. Thế giới của trẻ nhỏ luôn đơn thuần và không phức tạp như của người lớn. Chính vì vậy, trẻ con hay có những suy nghĩ vô cùng hài hước, lém đỉnh, đôi khi khiến cho các bậc phụ huynh không nhịn được cười. Chị Trương Quỳnh Phương, một bà mẹ hiện đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An, là nhân viên văn phòng, còn chồng là bộ đội. Hiện anh chị có hai cậu con trai, cậu lớn tên là Gia Khánh, năm nay đang học lớp 4. Đang tuổi ăn tuổi lớn nên Khánh rất hoạt bát, vui vẻ. Cậu bé có tính cách lém đỉnh, nhiều khi nảy ra những suy nghĩ bá đạo khiến cho bố mẹ ôm bụng cười. Chị Phương chia sẻ có hôm đi hộp phụ huynh cho cháu, cô bảo cháu tắt phong chậm, mình về có treo, chê con vài câu thì nó bảo lại. Con đã chiến thắng 500 triệu con tinh trùng để làm con của mẹ thì con nhanh và khỏe chứ, sao mẹ cứ hay chê con vậy? Mới đây chị Phương lại được phen quàng ruột với con. Cụ thể, Khánh đã ngẫu hứng viết một bài văn tả về mẹ bằng những ngôn từ đắc và chất, nguyên văn lời của cậu bé như sau. Mẹ là một đóa hoa hồng, mẹ là sư tử Hà Đông, mẹ của em năm nay ngoài 35 tuổi mẹ em xinh đậm thấm và rất thông minh câu hỏi về kiến thức nào mẹ em cũng giải quyết được thế nhưng mẹ em rất nghiêm khắc có phần ghê gớm trong mắt em mẹ em ác hơn gì ghẻ dữ hơn cả mụ phù thủy giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm sau này em thà fa còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ thế thì cuộc đời có mà chết tuy nhiên em rất yêu thương mẹ em vì đã chăm sóc và dạy dỗ cho em nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ. Đọc xong bài văn của con, ba mẹ Nghệ An hơi ấm ức như lại buồn cười. Chị Phương sau đó đăng tải thêm bài viết này lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm vui cho con. Điều bất ngờ là bài văn sau đó gây bão mạng xã hội, nhận đến hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Được biết thành tích học tập của Khánh khá tốt với môn tiếng Việt, cô bé thường đạt điểm 9-10 bài văn này được bé nhà mình viết ngẫu hứng thôi với những bài văn cháu sẽ không viết theo khuôn mẫu hay định hướng có sẵn mình thì không nặng nề về thành tích trong lớp chỉ mong là con lớn lên ngoan ngoãn là được chị phương chia sẻ do chồng thường xuyên đi công tác xa nhà nên việc dạy dỗ của các con chủ yếu là do chị đảm nhận ngoài việc học trên lớp ba mẹ này còn chú trọng cho con học các kỹ năng sống vừa học và vừa chơi để cho đầu óc cảm thấy thoải mái